Xin chào, xin chào tất cả quý vị khán thính giả có mặt ở hôm nay, quý thầy cô, quý phụ huynh học sinh và đặc biệt là những bạn học sinh có mặt buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào thầy. Anh Hồng Quỳnh có mặt ở chúng ta trong tại vườn An Nhiên là một sự quay trở lại của anh. Và hôm nay thì em không biết anh có hát không, nhưng anh vẫn là một vị khách mời. Và bây giờ em xin phép được nhờ anh tặng hai món quà cho hai thầy giáo của chúng ta. Và anh có đôi lời nói chuyện với lại thầy giáo Liêu, thầy giáo Kỳ không ạ? Dạ, đây là thầy giáo Kỳ, thầy giáo Liêu. Dạ. Thực ra thì Hồng Quỳnh cũng đã từng đi học ở Việt Nam trước khi mà được sang Mỹ. Và đối với trong lòng mình thì lúc nào mình cũng có cái trong lòng mình giữ là tôn sư trọng đạo, thầy cô và những người mang cho chúng ta những kiến thức, những thành tựu thành công trong tương lai của chúng ta. Cho nên thầy cô giáo lúc nào cũng như cha mẹ là những người đã sinh thành chúng ta, và thầy cô giáo là những người cho chúng ta kiến thức. Cho nên mọi người có lời khuyên tất cả quý vị, các bạn trẻ, cho nên lúc nào chúng ta cũng nên kính trọng và yêu quý thầy cô như cha mẹ ruột của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là phần quà mọi người lúc nãy có định có hai cái bông hoa mới đúng chứ. Mà hồi nãy Duy nói với em là Duy mới đi họp bên máy móc về, Duy chưa kịp mua hoa. Ok, bây giờ mình thực tế cũng có mọi người xin được đại diện cho Duy có hai món quà nhỏ tặng cho hai thầy, cũng như là chỉ có một cái tấm lòng của Duy đứng lên tặng quần không được đâu, để thầy nè. Chúng mình thầy đã đón người là chúng tôi hơn thì rất nhiều ạ. Và có thể hai thầy sẽ ở lại coi ca nhạc cùng với chị em đó luôn ạ. Dạ xin cảm ơn và chúc hai thầy thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều ạ. Để thầy nói nhớ là cái gì ơi. Đúng ra rồi, để anh lại xíu nha. Nhìn thấy là anh Quỳnh mặc đẹp quá không? Quá đẹp. Đẹp không? Đẹp hả? Đẹp, đẹp trai quá. Đẹp trai nữa hả? Cái gì, cái lão, đúng không? Đó, được. Hôm nay anh đến anh có hát không? Thật ra thì cái chủ đề hôm nay quý vị thấy là học trò ơi. Thì đây là cái ý kiến của Mạnh Quỳnh với lại Duy. Tại vì Duy là một đứa con em, cũng như là đứa em nuôi rất là thân tình của Phi Nhung. Và sau khi Phi Nhung đã xa chúng ta thì Mạnh Quỳnh sẽ là người cùng với Duy sát cánh trong những cái dự án từ thiện cũng như những chương trình ca nhạc được có ý nghĩa. Và thực là bên này quý vị thấy đến đây và quý vị thấy như thế đó là tấm lòng của Duy. Cho nên Mạnh Quỳnh cũng được tôn trọng và rất là mong quý vị về được ngày hai tuần cùng Quỳnh hát liên tục. Sáng nay thì hôm qua thì hát ở Đà Nẵng và sáng nay về chuyến xuất nhất để về đây để kịp có mặt trong buổi tối hôm nay. Và ngày mốt mình về Tây về Mỹ rồi. Cho nên là cố gắng sắp đặt và cùng với Duy để là một chương trình ý nghĩa như thế này. Vâng ạ, nhưng mà nhân dịp này thì thôi sẵn Duy mới học xong rồi, em mời Duy lên nha. Mời Duy lên. Em xin lỗi nhưng mà lúc này giọng anh nó hơi khàn xíu. Đâu sao, khàn nó sắc xinh. Đó là anh gặp em ốm mình đâu, sao là mẹ em ốm như vậy. Trời ơi, mặt nó tới 5kg rồi, nhớ là mớ luôn, biết sao. Dạ. Quý vị, cho một tràng vỗ tay cùng chào đón đại diện của vườn An Nhiên, một người em thân tình của chị Phi Nhung, Phan Trường Duy. Đi đâu rồi? Nó trốn mất rồi, ở đây. Đây này em không sao đâu. Anh chưa thấy một ông chủ nào mà bình dị như em vậy hết. Rồi, vậy là... Hôm nay đi họp ở sau thì bóp quý vị. Lời nói đầu tiên, cho phép em thay mặt vườn An Nhiên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thầy, quý cô cùng tất cả các cô, chú, anh chị cùng các em. Kêu lên đến hết hồn luôn. Tại vì đó mà cùng sọt lên đi qua bên quốc phơi. Anh nói chuyện cái sợi tình nhiệm. Nhân cái dịp này anh Quỳnh về thì rơi ngay cái mùa hoa phượng. Thì như mấy cái chợt nhớ là cái tuổi học trò nó đẹp nhất là mùa hoa phượng. Sở dĩ thì Duy cũng không có biết hát nhưng mà đam mê văn chương với thơ một xíu. Cũng hay mộng mơ nhưng mà
mộng nhiều quá chưa có mơ được. Ngồi hai anh em cũng hay tâm sự nói qua nói lại thì làm cái show cho học trò, và sở dĩ làm cái show đó là ở vườn ăn nghiêng này á thì có cái hồ bơi, mà cái hồ bơi cái ngày cuối tuần á thì đặc biệt ngày hè á thì lượng học sinh sinh viên rất là đông, nên là tổ chức cái show đây là rất ý nghĩa. Nhưng mà show thì học trò không thì nó hơi cái gì đó, nên là ngoài luôn cả phụ huynh và đặc biệt đó là ngày hôm nay quý trọng là có thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó cùng chắc ở đây có nhiều thầy cô nữa, và hồi nãy đặc biệt là có đoàn thanh niên của quận 12, rồi tất cả các cô chú và thậm chí có những khán giả yêu mến anh từ Bạc Liêu lên và từ ở miền Trung, ở ngoài Hưng Yên rồi là vào đây đó, thì thay mặt cho tất cả các cô chú anh chị ở ngồi dưới cảm ơn anh Quỳnh rất là nhiều đã nhận lời mời của em đến tham gia cái sự kiện học trò ơi. Còn hồi nãy nhiều khán giả hỏi vì sao mà chương trình không có Tiết Nhung, không có Thiên Ngân, không có Quỳnh Trang, sẵn Di giải thích luôn là mấy bạn mới diễn ở chương trình của Di cái bữa trao quà từ thiện xong, và chương trình trước các bạn cũng xuất hiện nhiều lần, cho nên mình đổi mới một xíu, tại vì sắp tới còn tháng 9 tháng 10 còn nhiều sự kiện cho các bạn nữa, mà nếu mà các bạn xuất hiện hoài á thì nhiều người lại nói này nói kia mà không xuất hiện bây giờ cũng nói, nên giờ em cũng không biết làm sao, nhưng mà em giải thích là đôi lúc thì cũng phải đổi màu một xíu. Anh xin trích lời em. Thực ra trên cái chương trình như thế này, tôi thấy là quảng cáo là Trần Minh Dũng, Vũ Túc Ly và hai học trò của Mạnh Quỳnh và Trường Sang và Trương Huệ là những người em của Mạnh Quỳnh đã thân thiết và biết khá lâu, và đặc biệt là hai học trò. Cho nên bây giờ khi mà anh thầy muốn rồi thì trò show nào cũng phải bỏ. Tại vì cái chương trình này là Mạnh Quỳnh là cũng đi biết là Mạnh Quỳnh về thời gian ít lắm, cho nên giá nào các em cũng phải đến tham dự. Và có một số bạn như là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno, các bạn thì cũng có mặt ở đây, nhưng mà thực ra cái chương trình như thế này thì mình nghĩ là mang cái chủ đề học trò ơi, và sau đó thì trong những tháng tới thì mình sẽ tiếp tục với những chủ đề mang tính ý nghĩa, thì sẽ mời các bạn đánh nhà con trở lại, đúng không? Bây giờ chương trình này quý vị thấy là sở dĩ Mạnh Quỳnh không để tên Mạnh Quỳnh poster là để góc nhỏ thôi, là giống như là Mạnh Quỳnh là một cái người đến tham dự thôi, nhưng không phải là giờ cuối Mạnh Quỳnh sẽ hát cho quý vị nghe, bởi vì đây chương trình học trò ơi, chúng ta hát cho sinh viên nghe trước, học sinh nghe trước, và sau đó thì nếu còn thời gian thì Mạnh Quỳnh sẽ hát cho quý vị nghe những bài hát về đảo cũng như vào đời. Ok, đó là chương trình riêng không có dính líu gì chủ đề học trò ơi. Ok, bây giờ chúng ta anh đã đủ chưa, còn một người chỉ hát đúng không? Thôi bây giờ cái bài học trò ơi là em nghe quen lắm nha. Đây là bài của anh đúng không? Đúng, sách bài của Mạnh Quỳnh. Cái điều đó là Mạnh Quỳnh viết nhạc rất là nhiều, nhưng mà ít khi nào Mạnh Quỳnh viết về học sinh, có chỉ một vài bài thôi. Thì cách đây không lâu Mạnh Quỳnh cứ sáng tác bài Phượng Thắng Sinh Trường cho một kỷ niệm tại về Bình Dương, Vương Bình Dương. Và sau đó thì Mạnh Quỳnh có một cái bài cái nó vui vẻ nhưng vui nhộn một xíu, là chủ đề cái bài hát của tôi là học trò ơi. Dạ, như vậy thì em xin phép anh bây giờ mình hát một chủ đề đi. Ok, bây giờ hai anh em mình vô để cho MC làm trách nhiệm. Okay. Dạ, anh cho em mỗi người hát chủ đề là học trò của anh luôn ha. Thì chủ đề học trò ơi là không học trò hát. Đó, vậy là bây giờ em mới được phép cũng giới thiệu nha. Ok, đi, sẽ thở ra trong chút lát. Quý vị cảm ơn nhiều nhiều nha. Cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Quỳnh, cảm ơn Phan Trường Duy. Kính thưa quý vị, và với những lời chia sẻ vừa rồi, thì đây Diễm Quỳnh mời quý vị quay trở lại chủ đề âm nhạc.